Hôm qua, thì Thủ tướng Singapore ông Lý Hiển Long đã đứng trước tòa hơn 5 tiếng đồng hồ với tư cách là nguyên đơn để kiện ông Roy, một blogger vì việc phỉ báng Thủ tướng Singapore trong chiến dịch tiết kiệm khi về hưu. Roy Jen, 34 tuổi, bị cáo buộc là ám chỉ Thủ tướng Lý Hiển Long bằng những lời lẽ không đứng đắn trên blog của mình trong việc điều hành và quản lý chương trình tiết kiệm khi về hưu tại Singapore, gọi tắt là CPF. Tòa án đã tuyên phạt Roy 29.000 đô la Singapore, tương đương hơn 21.000 đô la Mỹ, để trả phí vụ kiện này. Vụ kiện vẫn chưa đưa ra mức bồi thường vì vẫn chưa xác định được mức thiệt hại từ hành vi phỉ báng của Roy. Roy chọn cách tự bào chữa. Tôi không bao giờ có ý định phỉ báng Thủ tướng và hy vọng sự thành thật của tôi sẽ chứng minh tôi vô tội. Tuy nhiên, tôi cũng hiểu Thủ tướng có thể hiểu khác ý của tôi, nhưng thật lòng tôi muốn ông chấp nhận lời xin lỗi của tôi. Luật sư của Thủ tướng Lý Hiển Long không đưa ra con số bồi thường thiệt hại, nhưng cho biết đó là một sự thiệt hại lớn về uy tín. Trước đó, Roy đưa ra con số bồi thường là 5.000 đô la Sing. Sau khi bị từ chối, Roy tiếp tục nâng số tiền bồi thường lên 10.000 đô, nhưng phía nguyên đơn vẫn từ chối.